Sai lầm của cọp. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một đôi bạn rất thân, đó là mèo và cọp. Chúng lúc nào cũng đi chung với nhau. Tuy cọp có thân hình to lớn, nhưng nó chẳng có một tí gì về võ nghệ. Còn mèo, tuy thân hình không được to lớn như cọp, nhưng lại có võ nghệ rất cao. Một hôm, bác gấu già mở một cuộc thi đấu võ, cho tất cả các loài vật khắp nơi đều tề tụ về để tham dự. Cọp nghe tin này, nó rất muốn tham gia, nhưng nó chẳng có một tí võ nên không dám. Cọp buồn bã không ăn uống suốt mấy ngày liền. Mèo thấy bạn buồn liền hỏi nguyên nhân, thì cọp mới cho biết vì không có võ nên mới buồn như vậy. Mèo liền nói với cọp: Anh muốn tham gia đấu võ à? Tôi sẽ dạy võ cho anh. Nhưng muốn học võ thì phải siêng năng mới được đấy. Cọp nghe mèo nói, nó liền đứng dậy và nói với mèo: Tôi sẽ cố gắng học võ để đạt danh hiệu trong kỳ thi đấu này mới được. Nghe cọp nói, mèo rất vui. Từ ngày đó, mèo dạy cho cọp rất nhiều chiêu võ. Nhưng mèo muốn đề phòng sau khi cọp thắng sẽ quay về đánh mình, nên nó đã không dạy hết nghề của mình. Từ khi cọp được mèo dạy võ, cọp luyện tập rất siêng năng và chăm chỉ, nên chẳng mấy chốc cọp đã có võ nghệ rất cao. Ngày thi đấu võ đã đến, tất cả các đấu sĩ đánh nhau rất dữ dội. Sau một hồi đấu, cọp đã đánh thắng tất cả và giành được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi. Sau khi giành được danh hiệu, cọp trở về nhà để khoe với mèo về thành tích của mình. Trên đường về, cọp nghe thỏ và sóc nói chuyện với nhau. Chúng nói: Cọp thắng trong cuộc thi này là nhờ mèo dạy võ đấy. Nếu không nhờ mèo thì làm sao mà cọp thắng được? Cọp nghe nói rất tức giận, lòng ganh tị của nó nổi lên. Và trong bụng nó nghĩ rằng: Nếu ta đánh thắng được mèo thì từ nay sẽ không ai dám nói mèo dạy võ cho ta nữa. Nghĩ sao làm vậy, cọp trở về nhà kêu mèo ra và bảo: Tất cả các loài vật khác không chấp nhận ta là kẻ thắng cuộc. Chúng cho rằng ta không bao giờ đánh thắng được mèo, nên hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu. Vừa nói dứt lời, cọp liền xông vào mèo. Hai bên đánh nhau rất dữ dội. Cuối cùng, vì mèo sức yếu hơn nên nó đã ra chiêu võ mà nó đã không dạy cho cọp. Mèo liền nhảy lên cây. Cọp vì không biết leo cây nên không làm gì được mèo. Thế là cọp không những không đánh thắng được mèo, mà nó còn đánh mất một tình bạn cao đẹp. Tình bạn rất cao quý, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, chứ không phải để ganh tị ai hơn ai. Các bạn ơi, chúng mình phải luôn giữ gìn tình bạn nhé.